Sư cô ơi con đau khổ vì chuyện tình cảm lắm Muốn ở bên nhau nhưng gia đình họ không chấp nhận con Vì đã có con rồi Người đó cũng bỏ con mấy lần rồi nhưng không bỏ được Lần này con lại bị bỏ rơi nữa Sư cô có thể cho con lời khuyên Để tâm con sáng suốt hơn không Hiện tại con chỉ có thể đọc tin và nghe pháp Có phải con ngưng đọc chú đại bi một thời gian Nên bị phạt như vậy không Ô. Ôi đầu tiên là sư cô phải khẳng định Là không có cái vụ mà mình không đọc chú đại bi Một thời gian cái mình bị phạt nha Đức Phật hay là tất cả chư vị Bồ Tát không có người phải là thần ban phước giáng họa không phải là trừng phạt mình đại bi là thần chú oai lực của đức bồ tát quán thế âm đại bi là là cái lòng từ bi rộng lớn á chứ không phải mà vì mình không đọc chú người ta phạt mình hiểu này hiểu cực kỳ sai về phật giáo nha không có một vị bồ tát hay chư phật chánh đẳng chánh giác nào mà mình không đọc kinh không niệm phật cái đi phạt mình hết trơn à, hiểu này là rất là rất là sai lệch luôn gọi là tà kiến đó phật tử phải học lại phật học phổ thông à, phải hiểu được nội dung của những bài kinh ý nghĩa của cái cái nghi thức trì tụng hàng ngày chứ không phải có cái việc gì bất như ý trong cuộc đời cái đổ thừa là chắc do mình hứa ăn chay mình không ăn chay chắc do mình hứa cúng gạo cho chùa mình không cúng gạo chắc do mình hứa chép kinh hay hứa tụng kinh mà mình không tụng cái mình bị phạt không có phật hay bồ tát nào rảnh ngồi phạt cho mình nha À, cái chuyện bất như ý trong cuộc đời mình xảy ra là do chính cái nghiệp nhân của mình gây tạo từ quá khứ hoặc hiện tại À, chứ không phải là là Phật Bồ Tát nào mà ban phước giáng họa cho mình. Con chào sư cô, con năm nay 21 tuổi, con đạo Thiên Chúa giáo, con hữu duyên được nghe nhiều bài vấn đáp của cô và cảm thấy rất hay, rất bổ ích, được hiểu biết thêm nhiều thứ. Con có một câu hỏi mong cô giải đáp giúp. Vì thường xuyên chứng kiến cảnh ba con hay lớn tiếng với mẹ con một cách vô lý trong nhiều việc, dù là việc lớn hay nhỏ nên con rất muốn ra ở riêng vì con sợ con sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà nói những lời gây tổn thương và chia cắt ba mẹ con nhưng con không biết phải làm gì khi ra riêng không biết phải bắt đầu từ đâu vì con vẫn còn đi học ba mẹ con thì buôn bán mỗi ngày tất bật sáng tối để nuôi con đi học nên con cũng không có nỡ à, mong sư cô có tư vấn giúp con con nên làm gì bây giờ con cảm ơn sư cô nhiều À, sư cô có nhiều cái vấn đáp đã nói là sau khi mình hơn 18 tuổi thì mình có quyền à, mình tự quyết định cuộc sống của mình đúng không? mình có thể là độc lập à, ra riêng và chịu trách nhiệm về mọi cái quyết định hành vi của mình. À, nhưng mà thật ra 18 tuổi thì vẫn chưa có tốt nghiệp đại học. có nhiều người có đủ bản lĩnh thì có thể trong năm nhất đại học đã có thể làm chủ được đời sống kinh tế của mình. nhưng rất nhiều bạn Phải đời tốt nghiệp đại học xong vẫn còn nhờ cái sự gì ạ? cái sự chu cấp của gia đình thì tùy có hoàn cảnh của mình nếu bây giờ mình thuần túy mình đi học mình không có năng lực đi làm thêm mình cũng không có cái năng lực ra ở riêng tự chủ thì mình cứ phải ở trong gia đình thôi gia đình nào cũng phải có cái sự bất hòa hết mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thấy vậy chứ không có gia đình nào mà hoàn toàn êm ấm hạnh phúc cái gì cũng như ý cái gì cũng viên mãn đâu bạn chứ không phải vậy đâu thiệt sự luôn nhưng mà cái mức độ bất hòa của mỗi nhà mỗi khác có những cái có thể hòa giải được có khi là không có hòa giải được thì trong cái thông tin ít ỏi mà bạn gửi về cho sư cô thì cha thì thì ba chỉ có mỗi cái lỗi là lớn tiếng vô lý với mẹ thôi việc đó có thể hòa giải được có thể chung sống được có nhiều khi ba cũng không có cố tình vậy đâu do cái tập tập quán cái thói quen cái tích lũy nghiệp cái tập khí của ba là cứ hay nóng nảy bực bội hay đổ thừa hay rút ra nhưng mà nói xong là thôi cũng không có gì nhưng mà ngược lại ba cũng rất là chung vai gánh sức cùng với mẹ buôn bán lo con cái và cũng rất là yêu thương mẹ thì sao đúng không có nhiều người cái khẩu nghiệp á không có lành do họ tích lũy nghiệp nhiều không tốt cho nên cái tập khí của họ là mở miệng ra là nói lời tổn thương mở miệng ra là nói ào ào nhưng mình hiểu cái tính người ta nói tới đó là thôi nói xong rồi thôi chứ họ không có không có ý gì nhiều hoặc là họ không có ý mà mẹ cũng cảm thấy chuyện đó bình thường à mẹ cũng cảm thấy chuyện đó bình thường ngoài cái tật xấu đó của ba thôi thì cái gì ba cũng tốt thôi mà đặc biệt là mẹ rất thương ba thì mẹ đồng ý sống với ba thôi mắc gì liên quan đến mình đâu đúng không ừ. cô thấy cái này là thôi mình cứ bỏ qua cái gì bỏ qua được thì bỏ qua tại vì ba là chồng của mẹ mà mẹ thấy là ngoài cái lỗi đó ba không có cái lỗi gì khác hết hoặc là ba có cái lỗi khác đi chăng nữa nhưng mà mẹ vẫn thương ba mẹ vẫn không thể sống thiếu ba và mẹ vẫn rất là sống muốn sống cùng nhà với ba ba đỡ đần được nhiều thứ cho mẹ thì sao cho nên là mình phải ráng thôi không có ai mà hoàn hảo tuyệt đối đây sư cô thấy khá nhiều chị em lấy chồng hàng cũng vậy Trời ơi ông chồng hàng dễ thương vô cùng luôn rất rất dễ thương luôn không rượu chè không nhậu nhẹt không gái gú mà cũng có công ăn chuyện làm ổn định nữa rồi điềm đảm bao giờ la vợ mắng con luôn vậy mình thấy quá tử tế rồi đúng không nhưng là bị cái nghiệp gì biết không ham chơi mấy cái tiền ảo á bao nhiêu tiền trong nhà là đem đi đầu tư mấy cái tiền ảo rồi mất cả trăm triệu cả 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 vài trăm triệu vài trăm triệu tiền hàng á bán nhà bán cửa riết rồi vợ con không chịu nổi là cái chị người việt nam không chịu nổi là cũng phải ly dị để mà phân phân định rõ ràng cái tài sản để còn nuôi con nữa đó mình thấy nhiều khi mình thấy không hồi một cái con người rất hoàn hảo không gái gú không rượu chè không thuốc hút thuốc không nóng nải luôn à, rồi đi làm chăm chỉ luôn Vậy là gia đình hạnh phúc biết mấy đúng không Nhưng mà cứ cái bị mà mê thôi à, Mê cứ lướt chỗ này lướt mạng kia Rồi cứ thấy cái cái tiền ảo này là muốn đầu tư Muốn đầu tư Cứ vậy mà bao nhiêu của nã trong nhà ra đi Cuối cùng đâu ở được đâu À rồi cũng có anh chồng khác Không có chơi tiền ảo chí thú làm ăn Coi tiền có bao nhiêu là giao vợ giao con hết Rồi đi làm cũng siêng năng lắm Cũng không có la mắng vợ con gì hết Lại biết chở vợ con đi chùa Biết làm con quả chung nữa Nhưng là bị cái tật là uống rượu Ngày nào cũng vậy chạy rượu mới được À, nhiều chị thì nói ra ước gì chồng con chỉ đừng có uống rượu thôi là đỡ biết mấy hoặc ước gì chồng con chỉ đừng có chơi tiền ảo thôi hoặc là có người là không không uống rượu không chơi tiền ảo đi làm quá chừng luôn không bạn bè giao du bên ngoài luôn lại nóng tính đụng một cái là chửi đụng một cái là chửi có nhiều chị bị tổn thương nhiều người là không chịu được cái đó cứ bị mệt tim đó cho mình thấy là mỗi một người đều có những cái 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 cái, cái, cái không có hoàn hảo cho nên là mình thấy tổng thể chung ờ ba mình là biết chí thú làm ăn thương mẹ thương con lo lắng cho gia đình không có rượu chè không có cờ bạc à cũng không có bạo hành mẹ chỉ có nói hay quát tháo vậy thôi thì mình ráng nhịn à mẹ nhịn được thì mình nhịn được hơn nữa là mình cũng có năng lực ra riêng mà đúng không hiện tại mình đang còn nhờ sự trợ cấp của cha mẹ mình cứ nghĩ đi ai đó mà cho mình một cái học bổng 3 triệu hoặc 5 triệu đồng trong một học kỳ mình cảm ơn quá chừng cảm ơn đúng không nó đỡ cho mình trang trải chi phí biết mấy trong khi cha mẹ tháng nào cũng chu cấp cho mình là nhà tài trợ chính cho cuộc đời của mình 21 năm nay mà chẳng lẽ mình không nhịn được sao à, mình có ứng xử với nhà tài trợ của mình kiểu đó được không à, mình nghĩ như vậy đó mình sẽ không có dám hỗn với cha nha à, quan trọng là mình đừng có quan trọng quá vấn đề à, mình thấy là con người nào cũng có một cái yếu điểm một cái, cái 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 không hoàn hảo hết đó sau này mình cũng vậy mình cũng sẽ gặp người yêu mình cũng sẽ có chồng riêng của mình chồng mình cũng chắc chắn cái người mình chọn làm chồng là phải có nhiều ưu điểm hơn những người khác đúng không mình mới chọn làm chồng rồi, rồi về sống chung chắc chắn cũng có cái mình không rưỡi mình chẳng lẽ lúc đó mình bỏ chồng à, mình đi tìm chồng khác mình đi tìm chồng khác thì 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 khắc phục được cái 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 khuyết điểm của chồng trước nhưng lỡ có một cái khuyết điểm khác nữa thì sao? để cứ mỗi lần như vậy rồi sao? không không ai vừa lòng ai suốt hết, cho nên là mình phải cố gắng học cái cách nhẫn nhẫn nại với cuộc đời, nhẫn nại với mọi người xung quanh và đặc biệt là với cha với mẹ là những người mà lo lắng cho mình, nuôi nấng cho mình một cách vô điều kiện từ tài chính tới tình thương thì mình không không có được tùy tiện hỗn hào trách cứ được ừ cho tới khi mà mình có cái năng lực tài chính ổn định ừ thôi không có muốn nóng hỗn với ba thì bây giờ con cũng đủ năng lực tài chính rồi thì phải thưa cha mẹ trước đàng hoàng trước cái quyết định à, quan trọng chứ không phải tự ý lúc đó có tiền rồi cũng sách gói đi luôn mà không nói không năng gì cũng không được à, giờ cha mẹ là lo cho con tới trường này giờ nhờ có cha mẹ con ăn học tới nơi tới chốn con có công chuyện làm ổn định giờ con tự chủ tài chính luôn rồi giờ con sẽ ra riêng độc lập thỉnh thoảng con về thăm con gửi ít tiền cho cha mẹ cha mẹ bệnh đau là con vẫn lo à mình có cuộc sống riêng lúc đó nó rất là hài hòa nó khẳng định bản thân mình đúng không ừ kính chúc bạn an lành